quay cái đoạn này rồi. Người ta đưa những cái nhân chứng lịch sử đó tham gia vào bộ phim. Tiếp theo là câu hỏi là liệu cái bộ phim đây. Then the Vietnamese film and we will go then in the second part this. Assess the Holocaust documentary to be highly realistic, frightening, tragic, and emotionally. And you can say realism reached the highest value. Thứ nhất là những cái người tham gia nghiên cứu trong cảm xúc của họ thì thể hiện rất là rõ ràng. Thứ hai đó là như lúc nãy tôi nói đó là những cái người đi xâm lược ở Áo, ở Đức, họ không cần phải những người đó nói lên người chứng kiến cái nạn diệt chủng đó. Thì họ có cái căng thẳng về cảm xúc mạnh nhất. Quý tới cái thông tin này đó là sau khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là cái việc the types of receptive participation first is the feeling to go inside. Tiếp theo đó là cái bản này là nói về cái quá trình tiếp nhận thông tin. Như lúc nãy tôi cũng có vạch ra đó là cái này thì các bạn sẽ thấy là những cái kết quả rất là khác. Ngày xưa họ đã từng đi xâm lược, họ đã từng thực hiện cái hành động là diệt chủng người Do Thái thì khiến you have to understand what does it mean if you want young people to come into the story then it's better to đó nhân chứng lịch sử, đặc biệt là những cái người important of humanity. I overstep one aspect. I will tell you what it was. We have four criteria for humanity transfer. Đoàn cán bộ và nghiên cứu sinh của Viện Báo chí Tuyên truyền đến học tập về báo chí truyền thông tại Đại học Tổng hợp Viên từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 6 năm 2014. Cả đoàn có 29 người, thành phần gồm giáo viên, nghiên cứu sinh, cán bộ báo chí truyền thông từ các tờ báo như báo Văn Nghệ, Đài Phát thanh Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Mọi người, mỗi người một ngành một nghề từ các quân khác nhau nhưng đến đây đều chung một mục tiêu là muốn nâng cao trình độ của mình. Qua những ngày làm việc, thời gian làm rất căng thẳng nhưng mà anh chị em đều hào hứng, đều rất là tích cực tham gia các buổi họp. Đội giáo viên cũng rất là chuyên nghiệp, các giáo sư, đặc biệt giáo sư Thomas, giáo sư Grimm và các thầy cô của Đại học Viên cũng như là một số cơ quan báo chí như Viên Dây Tung đã rất nhiệt tình đón tiếp, giúp đỡ đoàn để hoàn thành được khóa học. Chúng tôi cho rằng đây là một kết quả rất tốt đẹp và tạo tiền đề cho các khóa học tiếp theo. Và thành định kỳ có thể sau này Học viện Báo chí Tuyên truyền hàng năm đều cử những đoàn thực tập sinh như thế này. Đây là một kinh nghiệm quý giá để tăng cường liên kết với các đối tác nước ngoài và đây là một bài học tốt, chúng tôi cho rằng đánh giá rất cao. Khóa học đã thành công tốt đẹp. Tôi cảm thấy rất là may mắn, tự hào và thật là rất là vô cùng may mắn khi được đặt chân đến đất nước Áo cũng như là đến với Đại học Tổng hợp Viên. Ở đây thì tôi được học tập ở trong một cái môi trường học tập rất là khoa học, chuyên nghiệp với cái đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và các giảng viên của trường rất là chuyên nghiệp và rất tận tình. Do đó mà tôi cảm thấy đây là một cái chuyến học tập rất bổ ích và thu được nhiều kiến thức rất là tốt và tôi nghĩ rằng nó sẽ được áp dụng rất nhiều đối với chúng tôi trong quá trình nghiên cứu học tập tại Việt Nam. Trong quá trình tôi học tại Đại học Tổng hợp Viên ấy, tại khoa truyền thông thì tôi thấy rằng có nhiều cái khái niệm truyền thông mới mà tôi được tiếp cận và cũng được phân tích một cách thấu đáo cặn kẽ. Những khái niệm tuy ban đầu tiếp cận nó còn mới, có thể là chúng ta khó có thể áp dụng được ngay, nhưng theo tôi nghĩ với cái xu hướng phát triển của thế giới, phát triển của truyền thông báo chí thì việc chúng ta tiếp cận là rất phù hợp. Từ cái việc tiếp cận truyền thông cũng như là đưa đoàn nghiên cứu sinh cùng cả một số các thầy cô giảng viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền đến các tòa soạn báo, các cơ quan truyền hình tại Viên thì chúng tôi học tập được cái cách tổ chức tòa soạn mang tính chất hội tụ cũng như là cái cách xây dựng nguồn tin, phát triển nguồn tin
Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với thông tấn xã của Viên, khi mà họ không có ấn phẩm báo chí mà họ chỉ là nơi cung cấp thông tin, bán các nguồn tin cho các cơ quan báo chí tại Áo và một số cơ quan báo chí nước ngoài cần, mà họ cũng phát triển rất hùng mạnh và được chính phủ, được nhà nước Áo rất là tin tưởng, giao cho nhiệm vụ là cơ quan thông tấn của Áo. Đấy là mô hình rất hay mà tôi lần đầu được tiếp cận. Okay. I saw an old man standing in the middle of the rice field, waving an absolute flag crying, "Death of the Americans and international against a Muslim proposal of China in the US." Had been totally annihilated by the American GI. Take your best in big faith, serve me. I'm honored. Have you ever been here? All directors, all directors. Yeah, from 650 years. Yeah. You see here? It's starting. It's starting. So we are now going to the lecture hall 16, which is a normal lecture hall. And afterwards, we will have our lunch outside in the yard.